Tại Hà Nội, Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức khởi động chương trình Ươm tạo SHIFT 100 dành cho các nhóm sinh viên khởi nghiệp mùa thứ 3 năm 2019. Với mục đích giúp các dự án khởi nghiệp của sinh viên và các bạn trẻ hoàn thiện ý tưởng kinh doanh thông qua các chuỗi đào tạo, tư vấn, cố vấn, kết nối đầu tư bởi các giảng viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm. Với hơn 200 ý tưởng từ các cuộc thi khởi nghiệp sinh viên và các nhóm khởi nghiệp trên toàn quốc, ban tổ chức đã chọn lựa được 10 dự án tiềm năng để ươm tạo, hỗ trợ các bạn trẻ kiên trì theo đuổi đam mê, đánh giá tính khả thi kinh doanh và khả năng hấp dẫn đầu tư của dự án, qua đó hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp trong thực tiễn cuộc sống.